Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay pin CMOS của cái laptop Sony Vaio mã là BCG61A12L nha các bạn. Bạn chú ý nha. Cục pin CMOS nó nằm ở mặt dưới của cái mainboard các bạn. Để thay được cục pin á, mình sẽ tháo tất cả những cái linh phụ kiện ở phần dưới ra nha. Mình tháo luôn cái vỏ ở mặt dưới nha các bạn. Bạn chú ý nha. Có những dòng laptop thay pin CMOS nó rất là đơn giản. Bên cạnh đó có những cái laptop khi thay pin CMOS mình phải bung tất cả những cái mặt dưới ra nha các bạn. Nằm trong cái bo mạch đó, phải bung ra hết. Cụ thể là cái laptop này nè, mình phải bung ra hết nha các bạn. Đó, giờ mình tháo ốc cái mặt dưới, tháo ổ cứng và RAM, ổ DVD ra nhé. Tháo tất cả những cái con ốc ở mặt dưới ra nha các bạn. Ok, sau khi tháo tất cả những con ốc ra đó, mình gỡ cái nắp dưới ra nha các bạn. Gỡ ra. Đó, các bạn thấy cái bo mạch chính. Trên cái bo mạch nó có cái cục pin CMOS. Đó, cái vị trí của pin CMOS nó nằm ngay cái mình đang rút ra nha các bạn, đang lấy ra đó. Đó là cục pin CMOS nha các bạn. Giờ mình sẽ kiểm tra cục pin này coi nó thật sự nó đã hết pin hay chưa nha các bạn. Kiểm tra coi còn sử dụng được hay không. Bạn chú ý cái đồng hồ nha, cái đồng hồ đo đó. Giờ mình sẽ đo xem coi nó còn bao nhiêu volt nha các bạn. Đó, bạn thấy 0.43 volt, nó chưa tới được 0.5, chưa được nửa volt nha các bạn. Chưa được nửa volt, chỉ có 0.43 volt thôi. Cục pin CMOS này là không xài được nữa nha các bạn. Giờ mình sẽ đo cục pin CMOS mới mà mình định thay á. Bạn chú ý trên đồng hồ nha, nó nhảy lên 3 volt nha các bạn. 3 volt là ok nha. Cục bên kia không xài được nữa nha các bạn. Rồi bây giờ cái vấn đề là cái jack của cục pin mới á, nó sẽ cắm vào cái socket không vừa nha các bạn. Cho nên mình tận dụng lại cái jack cũ. Cái jack của cục pin cũ nha các bạn. Mình sẽ đấu qua bên cái cục pin mới. Mình sẽ cắt nó, mình đấu qua nha các bạn. Hai cái đầu jack nó khác nhau. Cho nên mình đổi, mình đấu cái đầu jack. Chú ý nha. Mình sẽ cắt. Đó. Mình sẽ sử dụng lại cái đầu jack cũ nha các bạn. Hai cái đầu nó khác nhau, cắm vào trong cái socket của cái CMOS, cục pin CMOS không có vừa nha các bạn. Sau khi cắt ra, mình sẽ dùng mỏ hàn chì á, mình hàn hai cái sợi dây này lại với nhau nha các bạn. Mình nhớ nha. Các bạn cắt ra hai sợi dây nó so le với nhau. Rồi sau đó mình tách cái vỏ nó ra rồi mình chấm hàn nha các bạn. Nhớ là cắt so le nha. Để khi mình chấm hàn á, hai cái mối hàn nó không chạm vào nhau nha. Nhớ nha các bạn. Giờ tách cái vỏ của hai sợi dây ra, tách vỏ ra. Giờ mình sẽ hàn hai cái sợi dây này lại với nhau nha các bạn. Chú ý nha.
Giờ mình sẽ chấm hàng. Đó. Bạn chú ý nha, một tay cầm mỏ hàng, một tay cầm cục binh xe mod á. Bạn nhớ vị trí mình để cái cục binh nha. Nhớ nha các bạn, một tay mình cầm mỏ hàng, một tay mình cầm cục binh chấm hàng đó. Vị trí mình đặt các bạn chú ý nha. Ok, vậy là mình đã hàn xong sợi dây lại với nhau nha các bạn, rất là chắc chắn nha. Các bạn giật nhẹ ra nó không có rớt ra nha các bạn. Xoắn nó lại, giờ xoắn hai cặp dây nó lại. Sau khi xoắn lại mình sẽ quấn keo. Quấn keo để cho nó tránh va chạm xuống cái main board nha các bạn. Tùy theo các bạn quấn keo gì cũng được. Ở đây mình sử dụng keo nhiệt nha. Dùng keo nhiệt cho nó có độ thẩm mỹ nha các bạn. Bạn quấn keo đen hay bất cứ keo gì cũng được. Ok. Vậy là mình xử lý xong cái phần hàng và quấn keo cho cái cục pin CMOS. Giờ mình sẽ kiểm tra, mình đo lại một lần nữa nha các bạn. Đó, 3V, nhìn đồng hồ nha, nhảy lên 3V nha các bạn. Là cục pin này ok. Giờ mình sẽ cắm nó vào trong cái socket CMOS trên cái mainboard nha các bạn. Đó, lý do vì sao mình không sử dụng cái pin CMOS cho cái PC để mình hàn trực tiếp lên. Mình cũng đã thử rồi nha các bạn. Do nó chất liệu nó là inox cho nên không thể hàn được nha. Mình hàn không có dính nha các bạn. Chú ý nha. Đó, đây là cái cục pin cũ. Nó sử dụng công nghệ nó hàn, nó dập nha các bạn. Dập, áp suất lớn nó dập giờ vào trong cái cục pin á. Mình không có cái công nghệ đó nha các bạn. Cho nên mình sử dụng cái phương pháp là đổi cái rắc và hàn cái sợi dây. Giờ mình cắm vào trong cái socket của cái CMOS nha các bạn. Cắm vào cái chân socket. Rồi đặt nó ngay cái vị trí mà mình dán keo đó. Dán keo cố định xuống cái mainboard nha. Để cho cái cục pin nó không có xê dịch nha các bạn. Nó cố định một chỗ nha. Đó, mặt dưới các bạn có thể dán keo hai mặt hoặc là silicon. Nhưng sao cho nó dính cứng vào trong cái mainboard nha các bạn. Sau khi xử lý xong, mình đóng nắp và mình lắp các thiết bị vào nha các bạn. Ok, lắp tất cả những con ốc vít lúc nãy mình bung ra đó, mình lắp lại. Nhớ nha các bạn, trường hợp mà mình không có cục pin CMOS cho những cái dòng máy cho nó phù hợp á, thì mình có thể mình dùng cái phương pháp mình đổi jack nha. Những cái cục pin của những dòng máy khác xài được đó, mình lấy tận dụng lại cái đầu jack cũ á, mình hàn để mình đổi cái đầu jack qua nha các bạn. Ok. Ok, vậy là mình đã lắp lại cái mặt sau hoàn chỉnh rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bật thử cái PC lên xem coi nó hoạt động hay không nha. Ok, vậy là máy đã hoạt động nha các bạn. Cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi video. Tạm biệt và hẹn gặp lại.